Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã đến với trang Chiến Bùi Vinted RAT à, Những ngày hè nắng nóng vừa qua thì à, mình đã giao lưu cùng với anh em rất là nhiều về kính à, Đặc biệt là các dòng kính về Ray-Ban à, Nó khá là phổ biến và nó dễ mua bán hơn so với những dòng khác à, Và hôm nay thì mình cũng lên một chiếc Ray-Ban Đó là một chiếc Ray-Ban Aviator bọc vàng Giá là 12 triệu, size 58 Chiếc à, này thì còn là nguyên zin toàn bộ anh em nhé Rất là đẹp Mắt xanh đen chuôi của nó những chiếc này nó chuôi hồng nó không phải là chuôi trắng anh em nhé nó hơi hồng nhẹ đó là những chuôi zin còn uh, phần chuôi này rất hay bị thay bởi vì ở uh, uh, những chiếc chuôi như thế này nó rất hay bị va bập rất bị vỡ nữa anh em có thể nhìn cái ve đá nó của những thập kỷ uh, 60 mươi nó rất là khác này nó khác với những chiếc ve đá của những chiếc năm bốn uh, và những năm uh, 50 mươi uh, phiên hôm trước thì mình cũng đã bán một cây uh, À, Ray băng ở những thập kỷ, à, niên 50 Bọc vàng, nó khá là đẹp à, Chiếc này thì cũng khá là đẹp Nó ở thập niên 60 à, và Những cây mà nó cất đại hơn thì giá nó sẽ thấp hơn Nhưng giá chiếc này là 12 triệu à, chi, Mắt à, của nó là xanh đen à, Ngang kính của nó là size 58 Khá là phổ tông đối với mặt người Việt mình Và trên cầu nó chuyện BNL 1 phần 10, 12KGF Có nghĩa là 10 phần thì có 1 phần vàng Và bọc vàng 12K à, GF có nghĩa là Gold Fuel à, Những cái bọc Gold phim mà anh em mà chơi đồng hồ thì khá nắm khá là rõ rồi Bởi vì cái Gold Fuel nó bọc khá là dày Cho nên những cái dòng này anh em mồ hôi muối à, Chơi nó sẽ thoải mái hơn là đối với những dòng bọc à, Đối với dòng mạ của những năm 1980 à, Đối với những dòng mạ thì anh em à, Nếu mà đã mua được những cây kính đẹp thì cũng nên Mình trao chuốt trong cách sử dụng Bởi vì của bền tại người mà thì anh em à, khi dùng xong thì mỗi ngày anh em rửa qua đồng cái nước uh, nước thì sau đó để khô uh, thì uh, bằng lau nhẹ bằng các cái khăn uh, khăn khăn bông để cho nó sạch cái cái, cái bẩn. Uh, về nói về chiếc Aviator thì anh em mình không uh, lạ gì nữa rồi uh, nó xuất phát từ những năm 1937 uh, trong cái thời kỳ uh, uh, gần cận chiến thế chiến thứ 2 uh, dành cho các phi công. Uh, và Biểu tượng của những chiếc Aviator nó lên đỉnh cao đó là năm 1942 là tướng quân Mark à, Douglas MacArthur đã đeo chiếc kính này và bước xuống à, tàu hải quân à, tại bãi biển Philippines Và đó được coi là một trong những hình ảnh à, nâng cao tầm à, của những chiếc Aviator à, Chính vì những hình ảnh mà nó mang tính chất lịch sử như thế cho nên là những chiếc Aviator được bán rất là chạy à, Có thể là rất là nhiều người không hiểu tại sao Aviator lại bán chạy hơn ạ Outdoor uh, mà shorter hay là một vài dòng khác, mặc dù là shorter hay là outdoor cái chất lượng cái mắt của nó cũng khá là giống với lại những chiếc như thế này, những chiếc này dành cho những phi công của những ví dụ như là outdoor thì dành cho những các hoạt động ngoài trời như là câu cá đi chơi nó cũng rất là phù hợp, hay là shorter thì dành cho những uh, ngày xưa thì nó dành cho những lính bắn tỉa nó có khả năng là uh, chống lóa và chống bụi nhiều và cái càng của nó đặc biệt các Shorter là hay càng chun để nó giữ à, đối với mỗi một chiếc kính thì nó có cái đặc tính riêng ví dụ như Shorter thì nó năm 1938 uh, auto man thì năm 1939 còn những chiếc aviator thì năm 1937 à, nó được, được hình thành lịch sử nó khá là lâu đời à, cho nên là những chiếc kính như này nó cũng rất là có giá tuy nhiên những chiếc kính như này nó ở trong những giai đoạn thập kỷ 60 và nó cũng thuộc loại là ít khi gặp thấy và những cái vàng mà nó bọc vàng sâu tuổi như này nó cũng rất là đẹp anh em có thể nhìn thấy cái đĩa của nó cũng khá là là đẹp và mình cũng khá để nguyên những cái vết như thế tình trạng chiếc kính này nó khá là đẹp cái chuôi thì nó hơi bị nhẹ dăm nhẹ một chút nhưng mà mình vẫn để nguyên nên bởi vì thực ra làm cái chuôi nó cũng khá là dễ bởi vì đánh nhẹ qua một chút là nó cũng sạch và nó cũng bóng nhưng mà tuy nhiên mình vẫn để những chiếc chuôi như này cho nó nguyên zin và nó có dấu vết của thời gian bởi vì thực ra chơi đồ xưa thì mình cũng nên mai những cái dấu vết của thời gian nó không ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ nó chỉ hơi bị rem nhẹ một chút thôi chứ còn ví dụ như anh em mà muốn làm cho nó mới tinh trắng muốt thực ra nó rất là dễ nó không có gì là khó khăn cả à, và thực ra nếu mà chơi đồ xưa mà mua được những cây mà nó muốt quá là anh em nếu mà không có kinh nghiệm là cũng dễ bị ăn đòn à, hôm lâu thì mình cũng giới thiệu với anh em một cái ó, ví dụ như cái chuôi như thế này cái chuôi này là chuôi không zin anh em nhé chuôi này là chuôi zin này cơ bản để nhìn thì là... nhìn là giống nhau nhưng mà các anh em nhìn thể nhìn thấy là cái này chuôi gầy hơn đúng không? cái này chuôi béo hơn này. nếu mà nhưng mà thực ra nếu mà anh em đã không nhìn cái giả thì rất là khó để nhìn cái thật bởi vì hai cái nó ná ná giống nhau. và cái chuôi nó hơi hồng nhẹ nó rất là đẹp theo cái cái thời gian và tình trạng kính của những chiếc này thì nó còn rất là tuyệt vời nó không bị va bập gì cả à, tình trạng à, đẹp ốc ve nguyên zin à, giá trị giao lưu của chiếc này của mình là 12 triệu xin cảm ơn anh em